Anh thừa nhận là đã yêu em, nhưng mà nếu như em và anh quen nhau, em nhất định sẽ khổ. Ông Âu Dương nổi tiếng như vậy, ai mà không biết ông chứ. Làm lộ liễu như vậy chẳng qua là muốn tạo sự chú ý của tôi thôi. Trước khi tôi tới Hồng Kông, từng chạm trán với đặc công nước ngoài. Nếu tôi đoán không sai, Lép là thủ lĩnh của bọn chúng. Đặc công mà cô gặp cũng là thuộc hạ của anh ta. Chào. Chào. Tự nhiên cô tới đây làm gì? Tôi phải tranh thủ ra ngoài rồi. Tôi biết, cho nên tôi tới để đi với anh nè. Đi với tôi, cô biết đi đâu sao? Anh đi thăm ba anh chứ gì. Ai nói với cô vậy? Anh đã nói với tôi mà. Tôi nói hồi nào chứ? Anh uống rượu say. Anh đã nói gì bản thân cũng không nhớ phải không? Vậy anh đã làm gì anh nhớ không? Tôi không nhớ. Cô đừng làm tôi sợ nghe. Không sao, chuyện nhỏ thôi. Không được, nói rõ ràng ra hay hơn. Anh muốn biết thật hả? Anh đã ôm tôi suốt cả đêm. Chỉ ôm thôi có phải không? Làm tôi giật mình. Ôm thôi phải không tức là sao chứ? Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ai ôm tôi như vậy. Anh có tin tôi nói cho ba anh biết luôn không? Vậy cô muốn gì chứ? Không, tôi cố tình xin nghỉ phép để tới đây đi với anh đó. Lát nữa sau khi diễn bà của anh xong, anh phải mời tôi ăn cơm đó, đi đi. Ok. Thảo Duyên, lát nữa đứng trước mặt ba tôi đừng nói lung tung đó. Anh sợ ba anh hiểu lầm tôi và anh có gì sao? Liên quan gì đến tôi, dù có cũng là hiểu lầm cô. Cô làm gì vậy? Dù sao cũng bị hiểu lầm rồi, có gì đâu. Cô theo sát như vậy có phải đi bộ cũng thiếu tự nhiên không? Nếu như có thể thả lỏng một chút đi bộ cũng thoải mái hơn đó. Anh dở quá, bộ anh chưa từng bị ai khoác tay đi sao? Cái này không phải là khoác, mà là bám cô nương à. Ôm người ta suốt cả đêm, khoác tay một lát cũng không được, đồ nhỏ mọn. Ba, gần đây con rất khỏe, ba không cần lo. Lần trước con có nói với ba, con đã vô tổ đặc biệt mà. Nhưng bây giờ không còn nữa. Xảy ra rất nhiều chuyện, con không biết nói sao với ba. Trong tổ của con có một sếp tên Lạc Gia Thành. Con ảnh hưởng từ sếp rất nhiều. Nhiều khi con suy nghĩ, thực ra chống ma túy có hợp với con không? Đúng ra bản thân con rất muốn vô phi hổ, bởi vì lúc trước đã quen với cuộc sống đó. Con không phải muốn có cảm giác phấn khích gì, mà là con cảm thấy có những chuyện cần phải làm. Phải rồi ba, con quen được một cô gái trong tổ đó. Nếu nói cổ đẹp thì cổ không đẹp lắm. Nếu nói cổ thông minh thì cổ hơi thiếu một chút, nhưng mà cũng hay. Ngờ ngờ ngáo ngáo rất dễ thương. Quan trọng nhất một điều là cổ chịu nghe con nói. Ba, hôm nay con đưa cô ấy tới coi giùm con. Bé khờ, qua đây cúi lại đi. Anh mới khờ đó. Qua đây đi. Dạ chào bác, con tên là Mẫn. Ba, con đang nói cô gái này đó, làm tình báo. Hai người cũng giống thiệt ha. Đương nhiên là giống rồi, tôi là con ruột mà. Lúc trước ba tôi làm sếp ở tổ chống ma túy. Tôi biết. Sao cô biết chứ? Tôi có đọc thông tin. Năm 1997 vụ án Smith do bác phá mà. Hồ sơ cũ cô cũng tò mò. Không phải là tò mò, sếp Uông từng tìm tôi nói chuyện. Tìm cô nói chuyện? Nói chuyện gì chứ? Không có, anh hỏi tôi có nghe anh kể chuyện của ba anh hay không thôi. Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?
anh nói án bí ẩn mà. Bởi vì năm xưa vụ án này, số tiền mặt, chiếc tàu với vũ khí tất cả đều biến mất, đến giờ vẫn chưa tìm được nữa. Vậy anh có nói chuyện của ba ảnh không? Thật ra năm xưa vụ án này là do ba của hai người cùng phá. Nhưng bản báo cáo của sở cảnh sát viết rất đơn giản, bác Uông lại có vẻ như không muốn nhắc lại vậy. Nếu cả hai người đều muốn biết thật ra năm xưa đã xảy ra chuyện gì, tại sao không hẹn nhau ra nói chuyện? Nè, có phải tôi nói sai chuyện gì không? Không phải. Đột nhiên cảm thấy cô dễ thương, không kịp phản ứng thôi. Nói nhảm quá. Lát nữa ba anh hiểu lầm thật đó. Thời gian ngày 1 tháng 7 năm 1997, địa điểm bến tàu Đồn Môn. Đội cảnh sát tham gia trọng án chống ma túy Phi Hổ, thủ phạm Speak, Trác Thiên Lai, Liên Nghĩa. Ông Âu Dương, mấy ngày qua, mười mấy công ty dưới trướng tập đoàn của chúng ta đều nhận được lời đe dọa. Bên Hawaii và Massachusetts còn có thời gian địa điểm. Chúng nói rõ sẽ tiến hành tấn công khủng bố đối với công ty chúng ta. Vấn đề xuất phát từ đâu? Bọn chúng nhắm vào tập đoàn của chúng ta. Nội dung đều lấy Trung Anh Giang làm chủ. Tôi đã báo với cảnh sát Mỹ, họ đang điều tra. Mọi chuyện đã bại lộ. Báo chí đã đăng tiêu đề to tướng trên trang nhất. Hôm nay mở cửa, giá cổ phiếu của chúng ta đã mất gần 10% rồi. Nếu cảnh sát đang điều tra, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ đợi thôi. Ông là chủ tịch của hội đồng quản trị kia mà, đừng hòng đứng ngoài cuộc. Ngoài những tấm hình tống tiền, chỉ có văn phòng của ông nhận được thư đe dọa, rõ ràng bọn chúng nhắm vào ông. Vậy mọi người muốn tôi phải làm cái gì? Lập tức trở về đây, thu dọn chiến trường, đừng tăng thêm rắc rối cho tập đoàn nữa. Công ty Hồng Kông vừa mới lên sàn thôi, tuy tạm thời bên này chưa có ảnh hưởng gì hết, nhưng ít nhất cũng phải 3 ngày sau tôi mới có thể đi được. Nhưng mà mọi người có thể yên tâm, tôi sẽ nhờ báo chí đăng tin tức có lợi. Không đầy 1 tuần sẽ có thể phai nhạt chuyện này, giá cổ phiếu sẽ mau chóng hồi phục bình thường trở lại. Chỉ 3 ngày thôi, đến lúc đó ông nhất định phải xử lý mọi chuyện cho ổn thỏa. Cháo, hủ tiếu mì, cơm, nghi ký. Alo. Ở đâu vậy? Bây giờ tôi muốn gặp. Bây giờ tôi có chút chuyện, lát nữa mới hẹn đi. Vụ này có liên quan tới anh. 1 tiếng sau, gặp ở điểm hẹn cũ. Công ty gọi điện thoại tới nói sổ sách chưa có đúng cho lắm. Trưa nay phải xuất xe rồi, anh phải quay về công ty. Vậy anh làm việc trước đi, thằng Đống nó đưa anh về được rồi. Dạ phải đó, đừng có làm phiền má con đi chơi mà. Anh đi trước nè. Ừ. Bye bye ba. Anh Chính, chẳng phải nói có chuyện quan trọng sao? Có chuyện gì vậy? 20 mấy năm trước, có một người đã đưa đồng 5 đô này cho tôi. Lúc đó người này có nói với tôi, có người này thì sẽ có tôi, số tiền kiếm được chia đều 5 năm. Tôi đã làm anh em với người này. Trác Thiên Lai đã trở về rồi. Không thể nào. Tôi đã hỏi thăm các đồng nghiệp cũ, tôi đã hỏi rất rõ ràng rồi. Năm xưa Trác Thiên Lai đã rời máy bay chết ở Philippines mà. Bên sở cảnh sát cũng có giấy chứng tử của hắn mới quỷ lệnh truy nã. Tôi cũng không biết. Người đưa đồng xu này cho tôi tên là Hà Tân.
khác biệt lớn nhất giữa Hạ Tấn và Trác Thiên Lai chính là hắn làm việc rất cẩn thận, nói chuyện cũng rất cẩn thận. Điều duy nhất là lúc hắn cố tình tiếp cận tôi, cái kiểu kiêu ngạo đó giống y như Trác Thiên Lai. Tên Hạ Tấn này hắn muốn gì chứ? Tôi không biết, nhưng tự nhiên hắn xuất hiện tức là chứng tỏ có người muốn lấy lại những thứ hắn muốn lấy. Làm sao mà lấy? Vũ khí và tiền đều mất hết rồi. Nếu Trái Tiên Lai còn sống, anh nói với hắn như vậy, hắn có nghe không? Đó là sự thật mà hắn không thể không nghe. Tôi cũng muốn hắn thật sự đã chết rồi, cái gì cũng không nghe được. Chúng ta đỡ phiền phức. Cho dù tên Hạ Tấn này muốn làm cái gì, hôm nay không còn như xưa nữa. Bây giờ do tôi quyết định. Anh Chính à, chuyện này có thể giải quyết ôn hòa được không? Làm sao giải quyết ôn hòa được? Tiền tôi có thể chia cho hắn. Vậy còn vợ? Vợ làm sao chia? Tôi xác định rồi, tóm là ai tiếp cận tôi coi như hắn không may. Chuyện của anh em hai người tôi không quan tâm. Anh là bị mình mất trí sao? Cái hắn muốn có đã biến mất trên thế gian này rồi. Anh Cường, anh đã nợ hắn. Có chuyện tôi sẽ gọi cho anh. Và anh cũng vậy, nhớ tìm tôi đó. Có cần gọi cho ba cô ba đang ở đâu không? Không cần đâu. Ba con làm việc có trách nhiệm lắm, chắc là đang bàn chuyện quan trọng. Đừng phiền ba nữa, đợi thêm một lát đi. À, má hâm canh đã. À. Ê trời, anh cẩn thận đi. Sao anh uống rượu chứ? Ở đống à, lấy khăn ấm ra cho ba con đi. Má dìu ba về phòng trước đi. Không ai nói muốn về phòng đâu. Anh đừng la nữa, không biết uống lại bắt chước người ta uống. Uống say rồi lại ăn nói lung tung, nghe lời em vô phòng đi. Ba, người một nhà mà, có phải có chuyện muốn nói hay không? Không có gì. Dạo này ba con bị áp lực trong lòng không vui thôi. Có phải là có những chuyện mà luôn cả đứa con này cũng không thể biết đúng không? Đã nói không có gì rồi, con đợi sáng mai ba con ngủ dậy mới nói đi. Con sợ sáng ngày mai ba tỉnh dậy không chịu nói gì hết mà thôi. Má à, bình thường ba không có uống rượu. Có những chuyện cần phải nói ra, mọi người mới có thể giải quyết được. Má đã nói không có gì rồi, con có nghe rõ không? Ba, con đã vào phòng hồ sơ, đọc hồ sơ của ba rồi. Con nghĩ ba cũng biết con muốn hỏi chuyện gì mà. Đúng à, má không hề yêu cầu con chuyện gì. Có phải khó chịu lắm không? Sao lại uống nhiều rượu vậy? Vì anh Chính sao? Ảnh cũng không thể ép được anh. Không muốn hợp tác với ảnh thì mặc kệ ảnh đi. Cùng lắm chúng ta không cần gì hết, làm lại từ đầu. Em không muốn anh vì em nhìn thấy anh ra nông nổi này. Tất cả cũng tại em. Nếu không tại em bị bệnh, anh không cần phải nghỉ hưu sớm, không cần phải gom tiền di dân, không cần phải mượn tiền anh Chính. Còn chịu ơn ảnh suốt đời nữa.
Em đừng suy nghĩ lung tung mà. Anh không hề hối hận đâu. Em thấy anh như vậy em đau lòng lắm. Ở Anh Quốc có tốt không? Sao lại về Hồng Kông chứ? Mọi chuyện đã định sẵn rồi. Chúng ta cần phải cảm ơn Thượng Đế vẫn đồng ý cho cả nhà chúng ta có cơ hội có thể sống vui vẻ thời gian còn lại. Cái anh lo không phải anh chính, là có người tới đòi nợ. Đòi nợ? Em còn nhớ anh từng nói với em là anh vì gom tiền, anh và anh Minh buộc lòng phải làm việc cho Smith. Em nhớ. Sống suốt 20 năm qua, anh không đề cập tới một chữ nào. Bởi vì anh đã phạm pháp. Phương à, bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng ta làm vợ chồng, ngoại trừ chuyện này anh không hề gạt em. Hôm nay anh kể ra hết. Năm xưa Smith muốn anh giúp hắn buôn lậu vũ khí, còn có 300 triệu quân phí nữa. Người tham gia vào chuyện này không chỉ có anh và anh Minh, còn có anh chính và đại ca của ảnh. Sau đó anh Minh hy sinh, anh chính chạy thoát. Đại ca của ảnh bị đội phi hổ ép đến phải nhảy xuống biển. Tên của đại ca giang hồ này chính là Trác Thiên Lai, chính là ba ruột của thằng Bân đó. Anh nói với em, đứa nhỏ là cô Nhi, nhận nuôi nó là vì không muốn lúc nhỏ thằng đống cô đơn quá. Anh đã nói dối. Phương à, em và đống về Anh Quốc đi. Vậy còn anh? Anh ở lại đây. Em cũng biết anh không thích mắc nợ ai mà, nhất định phải có sự trình bày. Anh không đi em cũng không đi. Anh đi đâu em theo tới đó. Vào đi. Sếp Lạc, ngồi xuống đi. Đôi mắt đỡ hơn chưa? 7-8 phần rồi. Kêu tôi tới có gì không? Jimmy, còn điều tra sao? Tuy là ATM giải tán, nhưng không có nghĩa là các phần tử khủng bố và đặc công có thể làm bậy được. Cậu cũng biết tôi sẽ không dừng lại mà. Độc hay không, tùy cậu chọn thôi. Jimmy, tên đầy đủ là Trang Văn Dĩ, Hoa Kiều Anh Quốc. Cách đây 3 tháng, hắn dùng thân phận thực sự quay về Hồng Kông. Sau đó dùng lý lịch giả mai danh ẩn tích, cho tới khi bị té lầu tử vong. Sau khi cục bảo an tiếp quản, họ đã chủ động tiến hành trao đổi với bên phía nước Nga. Có cập nhật không? Bí mật cao nhất. Tôi tin chắc là không còn cập nhật gì. Cậu coi đi, có suy nghĩ gì? Khoa học máy tính có thể học trường này đều là sinh viên xuất sắc. Hễ tốt nghiệp, các công ty lớn sẽ giành giật nhau. Sở trường là viết chương trình máy tính. Hắn và em của tôi học chung một trường, còn là cùng khoa nhưng mà chênh lệch 1 năm. Trùng hợp gì? Ý tôi là giả thiết thôi. Cùng một đại học, cùng một môn học, tuy là không cùng năm, có cơ hội cùng nhau làm gì không? Một người thì bị đặt bom, một người té lầu chết. Là trùng hợp hay là có liên quan? Tư duy giả thuyết là muốn tìm được câu trả lời cuối cùng trong những khả năng vô hạn mà thôi. Phí thời gian lắm, thiếu chút công sức cũng không được. Nhưng mà chuyện này cứ giao cho tôi đi. Hôm nay tôi kêu cậu tới không phải là vì chuyện của Jimmy đâu. Ra ngoài đi dạo đi. Vậy tôi nói trước đó, có phải là vụ án Smith năm 97 có vấn đề gì hay không? Có liên quan tới anh Cường. Lại bị sếp đoán trúng. Lần trước cậu có nói cho tôi biết, xác định tôi sẽ đoán được mà.
có những chuyện không thể tránh được. Muốn biết câu trả lời nhất định phải tự mình điều tra, nếu không sẽ hối hận. Thật ra nhiều khi làm người cũng mệt mỏi thiệt. Em trai thì chết rồi, má thì bị bệnh, bây giờ ba lại có vẻ như là có liên quan tới vụ án nữa. A-team cũng đã giải tán rồi, không biết có thể làm gì. Không biết có phải là trời muốn phá tôi hay không. Đừng đổ cho ông trời, trước giờ tôi không tin những chuyện này. Ai mà chưa từng gặp phải khó khăn chứ. Nhưng mà chỉ có hai cách, một là phải đối mặt, còn hai là lẩn tránh. Còn nói cho tôi biết đi, A-team có được gọi là thất bại không? Không hẳn. Khai cũng được, kẻ đầu vàng cũng được. Chính chúng ta xuất hiện kịp thời, ngăn cản chúng gây rối ở Hồng Kông. Còn nữa, nếu như không tại sếp nói, không có gì quan trọng hơn là cứu người. Đường Vĩnh Phi đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà chúng ta đã giải tán. Một quyết định của tôi làm cho đôi mắt cậu bị thương, còn liên lụy luôn tài xế nữa. Tôi lại không nghĩ vậy. Nếu như không nhờ sếp quyết định thì Jin cũng đã chết rồi. Chúng ta cũng không biết bí mật của Jimmy. Còn nữa, không nhờ chúng ta xuất hiện kịp thời, đám đặc công đã thành công từ lâu rồi. Đúng, đó chính là câu trả lời. Mỗi một chuyện đều có cách nhìn nhận khác nhau, chỉ tùy cậu nghĩ sao thôi. Có biết tại sao tôi và cảnh sát trưởng lại thành lập A-team không? Bởi vì có quá nhiều vấn đề mà bao nhiêu năm qua cũng không thể giải quyết. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, tôi muốn cố gắng, tôi muốn giải quyết. Đương nhiên, mọi chuyện không thể nào suôn sẻ như nhau. Tôi cũng sẽ có lúc tự trách, tôi cũng sẽ có lúc tuyệt vọng. Tính sao đây? Thì điều chỉnh thôi. Những gì quyết định làm rồi thì đừng bỏ cuộc. Câu nói này phải cố gắng ghi nhớ. Hôm nay không sai, trước sau cũng có ngày phải sai. Còn nữa, tuy là bây giờ A-team đã giải tán, nhưng không có nghĩa là quan hệ của chúng ta thay đổi. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Sếp Lạc à, dạo này thay đổi cách thức huấn luyện hay sao chứ? Tình cờ vậy, tìm sếp Lạc sao? Phải, giờ để tìm sếp bằng chút gì thôi, còn hai người. Nghỉ phép tìm rau tập bắn. Đúng ra tôi định rủ anh, nhưng mà... Lần sau đi, khỏe lại sẽ gọi cho anh. Cũng được. Lát nữa đi đâu? Tới Cửu Long thôi. Tôi chở anh. Tiện đường hả? Tiện đường. Cũng được. Anh ngồi xe người này, anh không lái xe sao? Sẽ nói chuyện lạ gì? Mắc mớ gì tới anh chứ? Lạ cỡ nào chứ? Không lạ thì tốt quá, Cửu Long tôi cũng thích mà. Đón xe buýt đi. Cửu Long mà. Đổi địa điểm rồi, qua biển. Hồng Kông tôi cũng thích đó, là chút việc giùm vợ tôi. Tôi cũng có thể gác lại. Hôm nay không tiện đâu, hôm khác tôi dở anh. Thật ra lần đầu tiên gặp anh, tôi không ưa anh chút nào. Sao hả? Tôi sốc lắm sao? Không phải anh sốc, là tôi sốc. Cũng may là anh cũng biết đó. Làm việc phải có trình tự. Người chỉ điểm bí ẩn gì, ai tin được. Không biết cãi để làm gì nữa. Thật ra tin tình báo của hai phía đều là thật. Tức cười thiệt. Đúng à, anh có nghĩ trước khi chưa giải tán, nếu chúng ta thất bại, chúng ta sẽ chết bao nhiêu lần không? Làm sao tính chứ, không lẽ bây giờ mới sợ hay sao? Tôi còn một câu muốn hỏi. Anh có coi tôi là bạn không? Tất nhiên là có rồi. Lần trước sau khi anh cứu cậu Phi, tôi đã coi anh là anh em của tôi rồi. Tôi cũng vậy. Tới chỗ này với tôi.
Biết anh bấy lâu, tôi vẫn chưa chính thức giới thiệu với anh. Dương Minh, tức là ba tôi. Lúc tôi còn nhỏ, má tôi đã bỏ đi, cho nên cha con tôi nương tựa vào nhau. Tôi còn nhớ hôm đó tôi 7 tuổi, ba tôi đã tặng mặt dây chuyền cho tôi. Sau đó bà nói với tôi, bà phải ra ngoài một lát sẽ quay về ngay. Nhưng mà sau mấy tiếng, tôi đã không thể nói chuyện với ba tôi nữa, bởi vì ba tôi đã chết rồi. Người giết ba tôi là Trác Thiên Lai. Thật ra trong lòng tôi còn nhiều thắc mắc. Tôi rất muốn biết ba tôi chết thế nào. Là cứu người, hay là bị người ta phục kích? Tôi có hỏi ba anh về cái chết của ba tôi, nhưng bác ấy không chịu nói gì hết. Lúc đó rối quá, có thể ba tôi cũng không nhìn thấy. Đúng à, vào phòng hồ sơ đọc thông tin, phải đăng ký mà. Có hứng thú với vụ 597 gì sao? Hay là cùng nghiên cứu đi. Báo cũ, phim tin tức cũ, tôi đều giữ tới bây giờ. Anh muốn nói gì? Tại sao anh muốn điều tra ba tôi? Mẫn nói với anh hay sao? Không liên quan cổ. Trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Có phải như chúng ta có hiểu lầm gì hay không vậy? Cặp mắt bị thương còn tò mò vậy. Tôi muốn hỏi anh, có phải cái chết của ba tôi có liên quan tới ba anh không? Những chuyện không có bằng chứng, không nên nói lung tung. Có phải điều tra được gì không? Không điều tra được gì hết. Anh em với nhau có phải nên thẳng thắn? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Anh nói tôi biết đi, coi như tôi năn nỉ anh. Anh năn nỉ cũng vô ích thôi. Thật tình tôi không điều tra được gì. Vậy anh có nghi ngờ ba anh không? Nghi ngờ gì chứ? Anh coi ba tôi là tội phạm sao? Nếu cái chết của ba tôi không phải có vấn đề, tại sao bao năm qua ba anh không hề đề cập tới? Được, coi như chúng ta không hỏi tới, ông cũng không muốn nhắc lại. Bây giờ chúng ta đang điều tra ổng, đáng lý ông phải nói cho chúng ta biết. Được rồi, nếu tiếp tục nói như vậy có chút quá đáng đó. Ok, coi như là tôi hơi nóng nảy, nhưng tôi thật sự muốn biết năm xưa ba của tôi chết thế nào, liên quan tới người nào. Tôi cũng không muốn bất anh em với anh. Tôi cũng không muốn. Tôi hứa với anh, nếu tôi điều tra được gì, tôi sẽ lập tức nói cho anh biết. Ok, nếu như anh điều tra được gì, anh suy nghĩ kỹ sau đó mới quyết định có nên nói tôi biết không. Tôi không muốn ép buộc anh. Anh Thanh. Nè, cô chờ chiếc xe đó. À được rồi. Bị phạt còn phải chịu nha. Được rồi, biết rồi. Lại chuyện gì nữa? Tâm trạng buồn rầu vậy? Cho con kêu chai bia uống đi. Bà nuôi. Lại chuyện gì nữa? Người ta không biết, tưởng đâu ba đổi nghề làm tư vấn tâm lý đó đại ca. Dọn lên đi, làm ơn. Được. Nè,
Nó không nói, con không nói, bà thật sự không biết phải tính làm sao nữa. Tụi con thật sự không có gì ba nuôi. À, thằng quỷ sứ này, bình thường hẹn con ăn bữa cơm còn khó hơn lên trời nữa. Còn có cái gì thì cứ nói đi. Ba nuôi ngồi sợ sợ đây, sao hả? Khó mở miệng lắm sao? Thực tình không có liên quan gì tới Nam Nam. Không liên quan tới Nam Nam thật sao? Ừ. Được, hôm nay ba thiếu gì thời gian, ba sẽ không có chạy xe. Từ từ nói với con. Nè, lấy hai chai bia ra trước đi. Nè ba, ba đừng hòng viện cớ nha. Ba đã nói hôm nay thời tiết không được tốt, ba không có làm việc, vậy được chưa? Sao rồi, đi thăm mộ nhớ lại những chuyện trước đây sao? Nhớ ba con. Anh Minh để lại cho con sao? Anh Minh có thể để lại bằng dây chuyền cho con, tức là anh muốn con vui vẻ, muốn con hạnh phúc. Anh nhất định ở bên cạnh phù hộ cho con đó. Cứ yên tâm đi. Ba nuôi à, con muốn kính ba con một ly. Được. Nè 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 nè. Ủa, nè, ba thế thôi nha. Cô chủ à, cô thân với vị khách này lắm sao? Là bạn của ba má tôi, sao hả? Dạ không, thấy người này mặc toàn đồ hiệu, còn mua nhiều đồ nữa, định coi có phải là nhân vật quan trọng gì không? Đừng có nhiều chuyện quá. Ủa, má, sao rảnh rỗi tới thăm con vậy? Có chút chuyện muốn bàn bạc với con. Nè, công ty bên Mỹ xảy ra chút vấn đề, má định cùng ba con qua bển coi thử. Không có gì chứ. Có người gửi rất nhiều thư đe dọa tới công ty, còn thông đồng với đám đại cổ đông gây rối, định kéo sập cổ phiếu. Nghiêm trọng vậy sao? Con đừng lo lắng, những chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Má nghĩ con sẽ không cùng ba má qua bển. Con cũng muốn, nhưng gần đây ký được rất nhiều hợp đồng, không thể bỏ đi được. Không sao, má cùng ba con qua bển. Ừ. À, thôi đi, để con theo má qua bển, con sắp xếp cho. Thôi đi, làm ăn quan trọng nhất là có uy tín. Cũng như ba con nói, người tới thì giải quyết được. Ông Hạ, sao hả? Ông cảm thấy bộ đồ này thế nào? Tốt, cũng được lắm. À phải mới nghe, gọi tôi là cha lết được rồi, cần gì xa lạ gì? Cũng được. À phải, má tôi đã tới, lần trước đã gặp trong buổi tiệc đó rồi. Không những vậy, chúng tôi còn cùng nhau ăn cơm, từ nay thiếu gì cơ hội hợp tác. À phải rồi, hôm nay tôi mua nhiều đồ của cô, có nể mặt cùng đi ăn trưa với tôi không đi? Đương nhiên là được, nhưng bữa nay phải để tôi mời. Coi như cảm ơn anh đã ủng hộ quỹ từ thiện của chúng tôi. Không thành vấn đề. Nhưng con chị, không hẹn với ai đúng không? À không, hay là kêu chồng tôi tới luôn, coi ảnh có rảnh không? Xin lỗi nha, chúng tôi còn có hẹn với khách, phải tranh thủ đi. Tôi nghĩ chắc là tôi không đợi được. À không sao, lần sau mới cùng ba ăn đi. Gần đây có một nhà hàng ăn được lắm, để tôi đặt chỗ. Phải đó, lần sau mới hẹn anh Chính đi chung đi. Tôi giao thay bộ đồ trước đây. Chị sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Không phải. Nếu như không muốn ăn, tôi gọi ly rau củ nóng cho chị. À, không cần đâu, tôi uống nước được rồi. Sao trùng hợp vậy? Đúng là má tôi thích uống nước rau củ lắm. Thật vậy sao? Tôi chỉ đoán vậy thôi, bởi vì lúc trước bạn gái của tôi rất thích uống rau củ nóng. Chuyện của bạn gái cũ mà anh cũng nhớ, anh chung thủy lắm đó. Người bạn gái đó rất quan trọng với tôi, nên tôi nhất định phải nhớ. Quan trọng như vậy, sao anh không tìm cổ, không chừng còn có thể đến với nhau. Nhiều chuyện thay đổi rồi, nhưng mà tôi rất tin vào duyên số. Tôi cũng tin, cho nên tôi càng cảm thấy nếu anh thích thì nên nắm bắt cơ hội nói với cổ. Rộng lượng một chút, đừng che giấu. Chính xác, yêu cần nhất là phải thẳng thắn. Đương nhiên. Chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn. À, phải, lần trước tôi có nghe anh nói, hình như anh là Hoa Kiều Thái Lan phải không? Đúng vậy. Anh có bà con ở Hồng Kông không? Tôi đi hơn 20 năm rồi, không còn liên lạc nữa. Vậy còn bạn? Vậy hai người có được tính không đi? Tính, đương nhiên là vậy. Tôi chân thành muốn biểu đạt lời cảm ơn chân thành nhất với cô, người bạn của tôi. Chúng ta hợp ý như vậy, không biết là có thể cho tôi số điện thoại không? Rảnh rồi hẹn nhau ra ăn cơm. Cứ về gọi tôi. Cảm ơn nha. Hay là bây giờ chúng ta chụp tấm hình làm kỷ niệm đi. À cũng được. Tôi cầm máy cho. Cũng được. Má à, sát vô đi. À đúng rồi,
Thằng đã tới rồi, chúng tôi chuẩn bị xong. Nè, nhanh lên anh em, làm việc nhanh lên. Nè, thông tin tài khoản của Âu Dương Chính, với lại đằng sau có chút thông tin giao dịch. Hắn nói đã giao ra hết rồi, còn nhiều lắm, nhưng bây giờ đang cho máy vi tính phân tích, phải đợi một lát. Cái mà tôi cần không phải là sổ sách trên giấy, tôi chỉ muốn có thông tin trước đó thôi. Tôi làm công ở ngân hàng đầu tư thôi, chỉ phụ trách giữ hàng mua hàng, những cái chuyện khác tôi không có biết đâu mà. Anh bạn ơi, tôi nghĩ là anh không hiểu những gì tôi nói có đúng không? Tôi muốn biết tại sao Âu Dương Chính có thể kiếm được nhiều tiền tới như vậy. Làm sao kiếm được số tiền đầu tiên còn nữa? Sau lưng có những ai đang hỗ trợ cho hắn ta? Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết. Kính miệng đúng là rất đáng quý, nhưng mà anh giúp cho hắn bao năm nay, biết được bao nhiêu bí mật của hắn. Nếu như anh ở chỗ của tôi bước ra ngoài không mất cộng tóc nào, anh nghĩ hắn sẽ nghĩ gì đây? Hợp tác chút đi, tốt cho đôi bên hơn. Đừng sợ, chúng tôi chỉ bán súng thôi, hiếm khi dùng súng lắm. Được, tôi cho anh đi. Anh nhắn lại cho Âu Dương Chính giùm tôi, nói cho hắn biết, kêu hắn khỏi suy nghĩ nữa, Trác Thiên Lai đã thực sự quay trở về. Còn nữa nha, tôi tên là Hạ Tấn, nói cho hắn biết, suốt đời Trác Thiên Lai cũng là đại ca của hắn, kêu hắn đừng bày nhiều trò nữa, mau moi hết đồ ra đây. Hả? Dẫn hắn đi. Anh chuyện rất giỏi. Lúc trước còn được hơn. Anh còn tham gia cuộc thi bắn súng sao? Hiếm khi tôi tham gia lắm, tôi không tìm được một cuộc thi thích hợp cho mình. Còn anh ở Anh Quốc thì sao? Không, tôi từ chức rồi. Tôi chỉ muốn đi du lịch đó đây, chụp hình ở các nơi. Cho nên bây giờ anh chỉ tập trung vào nghệ thuật thôi hả? Có thể nói như vậy. Hay lắm. Anh muốn ở lại Hồng Kông bao lâu? Chưa biết chừng, cũng tùy tình hình, còn tùy nơi này còn bao nhiêu điểm hấp dẫn nữa. Sếp Lạc, ở đây nè. Xin chào. Xem, đây là sếp của tôi, sếp Lạc. Xem là nhiếp ảnh gia và cũng là tay thiện xạ giỏi nhất mà tôi từng gặp đó. Nhiếp ảnh gia sao? Ừ. Hân hạnh được gặp anh. Hân hạnh gặp anh. Yes, mời ngồi, ngồi đi, ngồi đi. Xem đang tiến hành chuyến đi tìm kiếm tâm linh, mang theo máy ảnh đi du lịch đây đó. Tôi tới Hồng Kông cũng vì mục đích này. Tôi coi tin tức thấy có cơn bão tấn công cảng, vụ án phạm tội quy mô lớn với lại tấn công khủng bố. Bộ sưu tập tiếp theo của tôi muốn chọn cái này làm đề tài. Đề tài này thực sự quá nặng nề rồi, bởi vì Hồng Kông là một nơi rất an toàn. Đúng vậy, tôi tin tưởng Hồng Kông là một trong những thành phố an toàn nhất trên thế giới này. Nhưng mà chủ nghĩa khủng bố không phân biệt vùng miền. Cảnh sát Hồng Kông đang nỗ lực ngăn cản những chuyện nguy hiểm đó xảy ra tại Hồng Kông. Đừng lo, con người của ảnh ăn ngay nói thẳng lắm. Anh chỉ là không thích phần tử khủng bố thôi. Tôi đang đi du lịch chụp được những cái này. Tất cả là do anh chụp hết sao? Đa số là vậy. Anh Lạc à, anh nghĩ gì về phần tử khủng bố? Đa phần thì bọn chúng khao khát tiền bạc và quyền lực, nhưng đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của bọn chúng. Đúng vậy, nhưng cũng có một số phần tử khủng bố anh không thể nào nhìn thấu. Tôi tin tưởng mỗi một thành phố đều có cách đối phó riêng, nhưng đó là bí mật cao độ. Đúng vậy. Xin lỗi nghe.
Đừng ngại, ảnh là người tốt. Có thể ảnh đi gọi ly nước cho anh uống thôi. Cũng được, nhưng mà tối nay tôi đã uống nhiều lắm rồi. Đừng lo, tôi sẽ nói với anh. Chờ tôi một chút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.